Ở những bài học trước thì mình đã giới thiệu cho các bạn về diễn họa thông tin cũng như cách ứng dụng của diễn họa thông tin trong công việc, trong học tập và trong cuộc sống. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn về những cái thành phần chính mà bất kỳ cái diễn họa, cái bước diễn họa thông tin nào cũng có. Cái thành phần đầu tiên đấy chính là tiêu đề. Tiêu đề thì bao gồm những cái gì? Tiêu đề bao giờ cũng phải có tên diễn giả, tên sự kiện, tên hoặc là tên cái chủ đề chính mà các bạn phải ghi chép. Thì cái việc ghi tên như thế này sẽ giúp gợi nhớ về cái sự kiện hay cái bài giảng hôm đó tốt hơn. Cái thành phần thứ hai đó là cái thành phần chữ. Bên cạnh chữ viết tay truyền thống thì các bạn có thể vẽ một số những cái khung chữ sáng tạo. Những cái khung chữ sáng tạo này sẽ giúp cho nội dung trở nên thú vị hơn và giúp nhấn mạnh ý, tạo cấu trúc cho toàn bộ ghi chép của các bạn. Ngoài ra thì những cái khung chữ sáng tạo cũng góp phần thể hiện cái cảm xúc và thái độ nữa. Thành phần thứ ba là cái thành phần không thể thiếu được của bất kỳ cái bước diễn họa thông tin nào, đó chính là biểu đồ và hình vẽ. Người ta sử dụng biểu đồ và hình vẽ để diễn tả những cái ý tưởng hay là những cái khái niệm nó mang tính trừu tượng, hơi khó hiểu một chút. Thành phần thứ tư đó chính là mũi tên. Mũi tên thì dùng để chỉ ra những cái thông tin, những cái ý quan trọng, giúp thể hiện mối tương quan, mối liên quan giữa các thông tin và cái ý tưởng. Ngoài ra thì mũi tên cũng giúp tổ chức cái bước diễn họa thông tin tốt hơn. Thành phần thứ năm chính là biểu tượng. Biểu tượng giúp các bạn tóm tắt những cái thông tin ít quan trọng và giúp cho cái diễn họa thông tin nó cũng thú vị hơn, ngắn gọn hơn, tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Thành phần thứ sáu đấy chính là hộp chứa thông tin. Cái hộp chứa thông tin này thì giúp lưu giữ những thông tin quan trọng và giúp tạo bố cục cho toàn bộ cái diễn họa thông tin.